xem video của tôi. Nếu một ngày nào đó các bạn gặp phải tình huống trên thì các bạn có thể thoát ra được khỏi cái hố tử thần này một cách rất là dễ dàng. Ôi, chồng hết lên người này sống thế đếch đâu được. Ui giời ơi, vỡ mồm rồi.